Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Hội nghị vinh dự đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo định hướng phấn đấu cho năm 2020. Hội nghị còn có sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Tham dự tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Với chủ đề kỷ cương, liêm chính, hành động sáng tạo, bứt phá hiệu quả, năm 2019 tiếp tục là năm thứ hai liên tiếp hoàn thành toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 5 chỉ tiêu vừa kế hoạch và rất nhiều chỉ tiêu đạt mức kỷ lục. Mức tăng trưởng kinh tế GDP cả nước đạt 7,02%, vượt mục tiêu đề ra 6,8%, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực thế giới. Lạm phát được kiểm soát ở mức thấp 2,79%, là mức tăng thấp nhất trong 3 năm qua. Quy mô xuất nhập khẩu đạt 517 tỷ đô la Mỹ, cao nhất từ trước đến nay. Xuất siêu trên 9,9 tỷ đô la Mỹ, đây là năm thứ tư liên tiếp xuất siêu. Vốn FDI thực hiện đạt trên 20 tỷ đô la Mỹ, cao nhất từ trước đến nay. Số doanh nghiệp thành lập mới cũng đạt mức kỷ lục trên 138.000 doanh nghiệp. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh năm 2020 là năm cuối của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đất nước giai đoạn 2016-2020, năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, 75 năm ngày thành lập nước, 45 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và là năm tổ chức Đại hội Đảng cả cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Kết quả đã đạt được năm 2019 sẽ tạo đà và động lực mới, khí thế mới để tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra cho năm 2020 và 5 năm 2016-2020. Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương tiếp tục là một trong những sự kiện quan trọng của Chính phủ vào cuối năm 2019 và cũng là mở đầu cho năm 2020, thể hiện công tác điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mạnh mẽ quyết liệt. Vì vậy, yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung thảo luận các hạn chế vướng mắc để tháo gỡ hay những vấn đề liên vùng, liên ngành đòi hỏi sự phối hợp cũng như tiếp tục tìm các giải pháp mạnh mẽ khơi thông và huy động mọi nguồn lực cho phát triển. Yêu cầu năm 2020 tiếp tục làm việc với tinh thần cao nhất trước Đảng, trước dân, triển khai ngay từ những ngày đầu tháng đầu tiên của năm mới 2020. Thủ tướng lưu ý, năm hết Tết đến, các ngành địa phương phải chăm lo Tết chu đáo cho nhân dân, đảm bảo nhà nào cũng có Tết, người dân nào cũng được đón Tết, đặc biệt là các gia đình chính sách, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, người dân sinh sống ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới hải đảo. Hội nghị diễn ra trong ngày 30 và 31 tháng 12, lãnh đạo các bộ ngành địa phương thảo luận cho ý kiến đối với phương châm hành động năm 2020, qua đó xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, trong đó tập trung vào 9 nhóm vấn đề chính.